Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với đời sống của con người, đối với kinh tế của rất là nhiều nước trên toàn thế giới, trong đó có nước ta. Và có thể nói rằng với công tác phòng chống lao hiện nay trong nước Việt Nam của chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng không ít. Cụ thể là do ảnh hưởng của đại dịch mà tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao trên thế giới đã giảm 25% và riêng tại Việt Nam tỷ lệ này cũng đã giảm 11% trong 6 tháng đầu năm. Dạ vâng, cụ thể thì lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây nên. Bệnh lao thì có thể xuất hiện ở tất cả các bộ phận trong cơ thể và trong đó lao phổi là thể lao phổ biến nhất, chiếm từ 80 cho đến 85% tổng ca bệnh và là nguồn lây chính cho những người xung quanh. Bệnh lao ngoài phổi thì gồm nhiều loại như là lao hạch bạch huyết, lao màng phổi, lao màng não, lao màng bụng, lao ruột, lao xương khớp. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh lao phổi có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Vi khuẩn lao có cấu tạo khá đặc biệt, có thể kháng lại một số loại kháng sinh thông thường. Do đó, ngay cả trong khi ở những cái thời đại kháng sinh đa dạng như hiện nay, thì các loại thuốc được lựa chọn nhiều để chúng ta có thể điều trị lao cũng không đa dạng. Và tình trạng kháng thuốc đôi khi làm cho việc điều trị khá khó khăn. Theo đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, mỗi năm nước ta có đến 180.000 ca bệnh và khoảng 17.000 trường hợp tử vong do lao, gấp 2 lần so với người tử vong do tai nạn giao thông. Thưa quý vị, và đồng thời thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã công bố kết quả của mô hình đánh giá tác động ngắn hạn của đại dịch COVID-19 lên số ca tử vong do lao trong năm 2020. Kết quả này cũng đã cho thấy tử vong do lao sẽ tăng đáng kể trong năm nay, tức là năm 2020, và nhóm bệnh nhân lao là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Tình hình những người mắc bệnh lao bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại Việt Nam như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi ghi nhận đến từ nhóm phóng viên của VTC9. Theo đánh giá, thành quả của công tác chống lao trên thế giới bị đẩy lùi xuống 5 năm vì dịch COVID-19. Thống kê cho thấy, nếu tình hình phát hiện bệnh nhân trên toàn cầu giảm 25% trong vòng 3 tháng, sẽ có thêm 190.000 ca tử vong do lao được dự báo, nâng tổng số ca tử vong do lao lên khoảng 1,66 triệu ca vào năm 2020. Tại Việt Nam, việc điều trị lao cũng bị ảnh hưởng do đại dịch. Tuy nhiên, nhờ những thành quả trong công tác phòng chống dịch trong đợt 1 và đợt 2, những tác động tiêu cực được giảm đáng kể. 6 tháng đầu năm của chúng ta thì chương trình lao ảnh hưởng có thể nói rằng ít nhất so với lại các nước trên thế giới. Chúng ta chỉ giảm tỷ lệ phát hiện có 11% thôi. Và các cái dịch vụ vẫn được duy trì. Thuốc chống lao được cung cấp đến người bệnh 1 tháng, rồi 2 tháng. Có nghĩa là chúng ta giao quyền cho người bệnh nhiều hơn. Chính sách bảo hiểm y tế cũng như là các cái bệnh lý khác. Còn đương nhiên chương trình lao thì vẫn là thuốc cấp miễn phí của chương trình. Do ảnh hưởng của COVID-19, số lượng người đến khám bệnh, chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế hiện đang giảm mạnh. Vì vậy, số lượng bệnh nhân lao tiếp cận các cơ sở giảm, việc thực hiện các hoạt động của chương trình cũng không được diễn ra. Tình hình phát hiện bệnh nhân, công tác điều trị, đảm bảo việc tuân thủ điều trị thông qua hỗ trợ giám sát, tất cả đều không được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ. Để giảm thiểu điều này, Bệnh viện Phổi Trung ương và các bệnh viện phổi trên cả nước đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, sàng lọc bệnh nhân từ đầu, vừa kịp thời ứng phó với dịch COVID-19, vừa bảo đảm phát hiện bệnh lao. Về mặt kỹ thuật thì chúng tôi đảm bảo cái kỹ thuật để phát hiện chủ động tất cả các thể lao, điều trị cho thật khỏi. Nhiều khi phát hiện xong mà điều trị không khỏi thì lại rất tai hại, cho nên phát hiện và điều trị là cái cực kỳ quan trọng. Điều trị cả những cái trường hợp sớm hơn và điều trị lao tiềm ẩn. Mà nòng cốt của phòng chống các bệnh truyền nhiễm chính là người dân. Chúng tôi muốn kêu gọi là mỗi một gia đình ít nhất có một phụ nữ hiểu biết về bệnh lao và bảo vệ cho gia đình của mình không bị bệnh lao. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ thành công. Hiện nay, Việt Nam vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trên 30 nước, có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu. Đồng thời đứng thứ 11 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao nhất thế giới. Theo thống kê, 70% người mắc lao ở trong độ tuổi lao động. Đáng nói, nhiều người mắc bệnh mà chưa biết. Vì vậy, việc tuyên truyền để người dân có triệu chứng đi khám và điều trị kịp thời là yếu tố cốt lõi, góp phần chặt đứt nguồn lây trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã phần nào giúp cho quý vị và các bạn có một cái nhìn cận cảnh và cũng hiểu rõ hơn lý do vì sao mà giờ đây gia tăng tỷ lệ người mắc bệnh lao cũng như những người này đã không tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ chỉ bởi vì dịch Covid-19. Và có thể nói rằng bệnh lao là căn bệnh nguy hiểm thứ hai trong danh sách những bệnh nhiễm trùng gây tử vong trên toàn thế giới. Với những con số trên thì chắc chắn rằng chúng ta cũng đã có được đáp án cho riêng mình về vấn đề bệnh lao phổi có nguy hiểm thực sự hay không. Và có thể nói rằng là rõ ràng rằng Covid-19 ảnh hưởng rất là nhiều đến mọi mặt của đời sống, trong đó có đời sống về mặt y tế và việc chăm sóc y tế đối với những người có những cái bệnh lý nền nặng và những người mà trước giờ vẫn đang phải đối mặt với những căn bệnh khác, trong đó có bệnh lao. Và cũng chính vì vậy mà không để cho tình trạng người dân vì tránh dịch Covid-19 mà lại để xảy ra cái tình trạng tử vong vì lao. Có nghĩa rằng là chúng ta chưa mắc bệnh Covid-19, chúng ta cũng chưa phải tử vong vì Covid-19 thì chúng ta đã tử vong vì lao trước rồi. Thì rõ ràng rằng để mà một lần nữa chúng ta quay trở lại để chúng ta phân tích, đặc biệt là đối với những người có tiền sử về bệnh lao hoặc là trong gia đình có tiền sử về bệnh lao hoặc những người đã và đang mắc lao, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một lần nữa lại rằng là trong cái quá trình ủ bệnh của lao thì thường thì mọi người đều cảm thấy hết sức là bình thường, sức khỏe cũng không có gì khác biệt. Đa số những người bệnh đều không có triệu chứng nào trong giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ủ bệnh này, và bệnh cũng sẽ không lây lan ở trong giai đoạn này. Nhưng sau khi bệnh đã phát triển thì những triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện và mọi người chúng ta phải cần đi khám cũng như là sớm điều trị kịp thời để bệnh không đi đến cái giai đoạn nguy hiểm. Dạ vâng, ngay bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những triệu chứng chúng ta dễ gặp nhất trong những giai đoạn đầu. Đầu tiên đó chính là ho. Đây là triệu chứng của bệnh phổi cấp và mãn tính. Và ho thì có thể có nhiều nguyên nhân như là viêm phổi, giãn phế quản, lao. Trong trường hợp là ho trên 3 tuần cũng như là dùng thuốc kháng sinh mà không thuyên giảm thì nguy cơ mắc bệnh lao phổi là rất lớn. Khạc ra đờm. Khạc ra đờm là triệu chứng của bệnh lao phổi thường gặp. Nguyên nhân là do tình trạng tăng xuất tiết do phổi, phế quản đã bị kích thích hoặc do có tổn thương tại phổi, phế quản. Điều thứ ba chúng ta cần phải lưu ý là khi chúng ta ho ra máu. Ho ra máu là triệu chứng của bệnh lao phổi có thể gặp ở 60% người mắc bệnh, xuất hiện khi có tổn thương và chảy máu trong đường hô hấp. Tiếp theo nữa đó chính là đau ngực, khó thở. Đau ngực là một trong những triệu chứng của bệnh lao phổi rất là dễ nhận thấy ở bệnh nhân. Ho nhiều sẽ gây ức chế lên phế quản, dễ dẫn đến tình trạng khó thở và đau ngực. Thưa quý vị, và dấu hiệu tiếp theo của bệnh lao đó chính là gầy và sụt cân, là triệu chứng thường gặp ở số đông những người bị bệnh lao phổi. Những người bị gầy sụt cân mà không rõ nguyên nhân, không phải do tiêu chảy hoặc suy dinh dưỡng, hoặc là nhiễm HIVS, nhưng có các triệu chứng về đường hô hấp như đã nêu trên thì cần phải đến ngay những cơ sở y tế để thăm khám kịp thời. Ngoài ra thì những người bệnh lao còn hay gặp triệu chứng là sốt, sốt cao, sốt thất thường, đặc biệt là sốt nhẹ kèm theo hiện tượng là gai lạnh về chiều. Ngoài ra cũng gặp thêm một cái triệu chứng nữa là ra mồ hôi, cơ thể mệt mỏi do tác động tâm lý. Stress cũng gây nên các ức chế thần kinh, khiến cho người bệnh lao cảm thấy rất là mệt mỏi. Có thể nói rằng trước đây thì đối với những ai mà có người nhà hoặc là bản thân mình mà mắc phải căn bệnh lao này thì gần như phải đối diện với án tử, bởi vì cả một cái khoảng thời gian chúng ta cũng rất là vất vả trong cái việc tìm ra cái loại thuốc điều trị đặc trị dành cho lao, cũng như là bởi vì do y học của chúng ta lúc đó vẫn chưa phát triển đến mức để chúng ta có thể đưa ra được những cái phác đồ điều trị và ngăn cản cái sự lây lan của lao trong cộng đồng. Và chính vì vậy với những ai mà đã mắc bệnh lao hoặc là có người thân trong gia đình bị mắc bệnh lao thì gần như phải đón nhận cái án tử và phải nhận phải những cái nhìn rất là kỳ thị và sự xa lánh của cộng đồng xã hội ở trong cái khu vực mình sinh sống. Tuy nhiên thì với cái y tế hiện đại ngày nay thì bệnh lao có thể chữa khỏi một cách tương đối dễ dàng. Thường thì bạn phải sử dụng thuốc trong vòng 6 tháng hoặc là lâu hơn, và việc điều trị đúng cách thường bao gồm việc sử dụng từ 3 cho đến 4 loại kháng sinh hàng ngày. Bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn sau vài tuần, dù vậy bệnh vẫn có thể tái phát. Việc hoàn tất quá trình điều trị kể cả khi các triệu chứng biến mất rất là quan trọng. Nếu các loại thuốc được ngưng sử dụng quá sớm thì vi khuẩn lao sẽ vẫn còn ở trong cơ thể. Bệnh lao có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, có thể lan đến các phần khác của cơ thể cũng như là lây cho người khác. Những thành viên trong gia đình và những người tiếp xúc gần với bạn nên được theo dõi rằng là có bị mắc bệnh hay không. Thuốc trị lao phổi thì được cấp phát miễn phí trên toàn quốc và mọi tuyến trên bệnh viện và điều trị theo phác đồ chung.
Do đó thì bệnh nhân bị lao phổi thì không nên quá lo lắng trong việc chúng ta điều trị ở tuyến huyện không tốt bằng tuyến trung ương hay là chi phí điều trị thuốc men tốn kém quý vị nhé. Ngoài ra thì uống thuốc được cấp phát thì người bệnh lao phổi cũng nên áp dụng một số cách sau để chúng ta chữa lao phổi tại nhà. Và ngay bây giờ sẽ là chị Khánh Phương sẽ chia sẻ rất là cụ thể về phương pháp này đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, để có thể là góp phần điều trị cho bệnh lao phổi có hiệu quả thì một trong những điều mà chúng ta nên xem xét lại đó chính là cái chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý hàng ngày. Và nước cam cũng là một trong những loại nước có thể điều trị bệnh lao phổi rất là tốt, bởi vì trong cam thì không chỉ chứa nhiều vitamin dưỡng chất tốt cho cơ thể mà còn có khả năng tiêu đờm, bảo vệ cơ thể khỏi lây nhiễm do các vi khuẩn lao gây ra. Mỗi ngày người bệnh lao chỉ cần uống 2 cốc nước cam, cho thêm một ít muối, một thìa nhỏ mật ong vào 2 buổi sáng và tối. Ngoài nước cam thì chuối cũng trị lao phổi rất tốt. Ngoài bổ sung chất dinh dưỡng, nguồn canxi trong chuối sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho người bị bệnh lao phổi. Mỗi ngày chúng ta sẽ uống 1 ly nước ép chuối. Và nước ép chuối thì chuẩn bị cũng rất đơn giản thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần một quả chuối chín, một cốc nước dừa, 1/2 cốc sữa chua, một thìa mật ong. Chuối thì chúng ta sẽ bỏ vỏ và sau đó sẽ nghiền nát ra, trộn với các nguyên liệu còn lại. Mỗi ngày thì dùng hỗn hợp này 2 lần sẽ rất tốt cho những bệnh nhân lao phổi. Và một vị thuốc kháng sinh trong tự nhiên được dân gian của chúng ta lưu truyền và sử dụng cho tới ngày nay đó chính là tỏi. Ở trong tỏi thì chứa arginine và allicin có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn lao. Ngoài ra, acid sulfuric trong tỏi có khả năng phá hủy các loại vi khuẩn gây bệnh lao. Đồng thời, tỏi cũng giúp bệnh nhân lao phổi có hệ miễn dịch tốt hơn. Và với cách dùng dành cho những bệnh nhân bị lao phổi, chúng ta dùng tỏi, đó chính là chúng ta sẽ đun sôi một cốc sữa, rồi cho thêm vài tép tỏi, sau đó ăn những tép tỏi đó rồi uống sữa, áp dụng liên tục trong vòng vài tháng, thì người bệnh sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cũng có thể sử dụng cách chúng ta cho khoảng 10 giọt tinh chất tỏi vào trong một ly sữa nóng và uống trước khi đi ngủ cũng sẽ mang lại hiệu quả rất tốt cho những người bị lao phổi. Ngoài việc điều trị bằng thuốc, thực phẩm dinh dưỡng hàng ngày, người bị bệnh lao phổi cũng cần phải. Thứ nhất là tuyệt đối tránh xa những chất kích thích, đồ uống có cồn, chè đặc hay là những thức uống có chứa caffeine. Nói không với thuốc lá, thuốc lào, dùng đồ sinh hoạt riêng, tránh lây nhiễm cho những người thân xung quanh. Cần phải đeo khẩu trang nếu như đi ra ngoài, nơi ở phải thô, khô và sạch sẽ. Sự chủ quan, lơ là trong phát hiện bệnh lao phổi sẽ khiến cho chúng ta rút ngắn con đường đến nghĩa địa nhanh nhất. Vì vậy mà chúng ta hãy luôn chú ý đề phòng, theo dõi những triệu chứng của bệnh lao phổi. Và những cái chia sẻ vừa rồi, chúng tôi hy vọng là sẽ giúp cho chính quý vị cũng như bác sĩ sẽ có phương án điều trị tốt nhất cho những bệnh nhân mắc lao phổi.